đã có được những dấu ấn lịch sử Little Saigon cho một khu phố của người Việt tị nạn, để cùng Thánh Diện chung sức với các khu phố Little Saigon của nhiều thành phố tại Hoa Kỳ như Nam Cali, con Trần Thế Văn chứng kiến, đã đóng góp vào cái sự phát triển chính trị, văn hóa và thương mại cho quê hương thứ hai của chúng ta tại United States, tại Hoa Kỳ. Sự hiện diện của hầu hết các giới chức ngày hôm nay đủ mọi đẳng cấp từ khắp mọi nơi có mặt ngày hôm nay là để chính thức chia sẻ với cộng đồng chúng ta sự vui mừng và niềm hãnh diện cho sự tranh đấu cho nguyện vọng chính đáng của người dân đã được thành tựu. Hôm nay, khu phố Little Saigon San Jose đã được công nhận và hình thành qua các lá phướng, bia đá và các bảng hướng dẫn xa lộ để đi vào khu phố đặc thù văn hóa, chính trị và thương mại này. Đại diện các anh chị em trong tổ chức Little Saigon San Jose Foundation, tôi xin tri ân các thân hữu, các hội đoàn cùng toàn thể đồng hương tị nạn vùng Bắc Cali đã kiên trì ủng hộ và sát cánh cùng chúng tôi tranh đấu và vận động trong suốt 5 năm để đi đến thắng lợi dân chủ cho cộng đồng chúng ta. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố buổi lễ khánh thành 7 bảng hiệu Little Saigon trên xa lộ 101 và 280 tiến vào khu phố Little Saigon trên đường Story Road của thành phố San Jose chính thức bắt đầu. Kính chào đoàn Tết và quyết thắng. Dear distinguished elected official guests, Vietnamese Association and community member, today is a day of joy of the whole Viet community in Northern California in general and in the city of San Jose in particular. After 5 years of persistent struggle, notably with the help of government officials from federal, state, county, and especially San Jose Council member who support Little Saigon effort. Our community today has the historic Little Saigon area for the Vietnamese American community member proud to join with the other neighborhood community in many cities in the United States to contribute the political, culture, and commerce development of our second home in the United States. The presence of almost all level of government official today with San Jose School Board official, union labor officers, and Hispanic Chamber of Commerce officer to share with our community the joy and pride for the legitimate aspiration of the Viet community. Today, Little Saigon, San Jose has been recognized and formed through banners, the monument, and the freeway directional sign to this historic area full of cultural, political, and commercial riches.